Thu Minh hôn an ủi Mr. Đàm về chuyện nợ nần của mẹ. Cũng từng rơi vào cảnh bị đòi nợ, giọng ca Đường Công dành những cử chỉ ngọt ngào động viên đàn anh. Mặc dù bản thân đang stress vì công việc gia đình, nhưng Mr. Đàm không hủy các show diễn đã nhận lời trước đó. Tối ngày 15 tây tháng 12, anh xuất hiện ở trường quay của cuộc thi Khởi Đầu Ước Mơ trong vai trò giám khảo khách mời. Anh cố cười tươi khi mọi người nhận ra mình. Hôm ngày 14 tây tháng 12, anh bất ngờ chia sẻ câu chuyện mình giấu kín suốt mấy chục năm qua khi livestream trên trang cá nhân, tiết lộ mẹ đẻ vay nợ quá nhiều người. Những năm qua, anh cực lực đi hát để trả nợ hơn 20 tỷ đồng cho mẹ. Anh đã khóc nức nở bởi quá đau đớn và không chịu được cảnh mẹ mình tiếp tục sai lầm. Câu chuyện của Mr. Đàm được đông đảo giới nghệ sĩ chia sẻ và khán giả đồng cảm. Gạt bỏ nỗi buồn, ông Hoàng Nhạc Việt vẫn cố gắng tập trung vào công việc. Tối qua, anh được nhạc sĩ Huy Tuấn, giám đốc sản xuất của cuộc thi Khởi Đầu Ước Mơ đón tiếp chu đáo. Nhạc sĩ Trư Vắng trao đổi với Mr. Đàm ở hậu trường trước giờ lên sóng trực tiếp. Anh cũng san sẻ chuyện riêng với giọng ca say tình để Mr. Đàm có tinh thần thoải mái trên ghế nóng. Ở hậu trường, Mr. Đàm lặng lẽ make up để gương mặt tươi tắn hơn. Anh được trợ lý theo sát và hỗ trợ đeo các phụ kiện. Tối qua, Mr. Đàm đã hội ngộ với Thu Minh, giám khảo chính của cuộc thi. Trên ghế nóng, Thu Minh đã nhẹ nhàng hôn lên trán đàn anh để an ủi việc gia đình. Bản thân giọng ca Đường Công cũng từng vướng vào cảnh bị người khác tố chồng nợ nần và kéo đến nhà đòi nợ, nên cô rất hiểu tâm trạng của Mr. Đàm. Sự có mặt của Mr. Đàm đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả. Anh từng làm huấn luyện viên The Voice và show âm nhạc khác nên đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn cho các thí sinh. Dẫu đã cố gắng gạt nỗi buồn, nhưng đôi lúc giọng ca say tình vẫn lộ vẻ mặt trầm tư. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!